Chiều tối 4 tháng 8 năm 2021, tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong từ thứ 2072 đến thứ 2327 tại Việt Nam. Đây là các ca tử vong ghi nhận từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 tại 13 tỉnh thành phố, gồm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8 217 ca, tại Long An từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 9 ca, tại Đồng Tháp từ ngày 2 tháng 8 đến 4 tháng 8 8 ca, tại Đồng Nai từ ngày 2 tháng 8 đến 4 tháng 8 8 ca, tại Bến Tre từ ngày 1 tháng 8 đến 2 tháng 8 4 ca, tại Vĩnh Long từ ngày 2 tháng 8 đến 4 tháng 8 3 ca, tại Hà Nội ngày 3 tháng 8 1 ca, tại An Giang ngày 3 tháng 8 1 ca, tại Bình Thuận ngày 2 tháng 8 1 ca, tại Cần Thơ ngày 3 tháng 8 1 ca, tại Sóc Trăng ngày 3 tháng 8 1 ca, tại Đà Nẵng ngày 3 tháng 8 1 ca, tại Khánh Hòa ngày 3 tháng 8 1 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.